9 cách tăng testosterone tự nhiên. Testosterone là hormone sinh dục quan trọng nhất của nam giới. Testosterone bắt đầu phát triển trong cơ thể từ trước khi sinh và là một trong những yếu tố chính giúp hình thành nên đặc tính đàn ông đối với cơ thể, như tăng cơ bắp, giọng nói trầm hơn, phát triển cơ quan sinh sản. Tuy nhiên, nồng độ testosterone sẽ giảm đi theo tuổi tác của nam giới, ảnh hưởng đến chức năng tình dục, gây giảm ham muốn tình dục, vô sinh cũng như gây ra những bất lợi khác cho cơ thể. Dưới đây là 9 cách giúp tăng testosterone cho nam giới một cách tự nhiên. Một, tập thể dục và nâng tạ. Tập thể dục là một trong những cách hiệu quả nhất giúp ngăn ngừa nhiều bệnh lý liên quan đến lối sống. Không những thế, các bài tập thể dục còn có tác dụng tăng cường testosterone ở nam. Nghiên cứu cho thấy những người tập thể dục thường xuyên thường có mức testosterone cao hơn. Điều này đúng với cả nam giới từ 40 tuổi trở lên. Nếu luyện tập đều đặn mỗi ngày, testosterone vẫn được duy trì ở mức cao, giúp thể lực sung mãn, giảm ảnh hưởng của sự lão hóa. Để tăng testosterone theo cách này, nam giới nên tập trung vào các bài tập tăng cường sức mạnh của cơ, cũng như sức chịu đựng của cơ thể, như chống đẩy, nâng tạ. Điều quan trọng là duy trì việc luyện tập liên tục, thay vì chỉ tập đột phát trong thời gian ngắn. 2. Giữ cho tinh hoàn luôn thoáng mát. Đối với nam giới, mỗi một sự biến động nhiệt, dù chỉ ở mức độ nhỏ, cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp ADN, RNA và protein trong tinh hoàn. Vùng kín càng nóng bức thì lượng testosterone được sinh ra càng giảm. Do đó, việc giữ vùng kín mát mẻ, khô ráo và sạch sẽ không chỉ giúp ngăn ngừa viêm nhiễm vùng sinh dục mà còn giúp tăng testosterone ở nam giới. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tắm nước lạnh có thể giúp tinh hoàn nam giới được mát mẻ hơn, từ đó thúc đẩy sự sản sinh testosterone. Bên cạnh đó, việc giải phóng tinh hoàn vào ban đêm cũng có thể giúp nam giới gia tăng mức testosterone. Ngoài ra, ngủ trong tình trạng thiếu vải làm cho nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Khi cơ thể ở nhiệt độ thấp, mọi người đi vào giấc ngủ nhanh hơn và chất lượng giấc ngủ sẽ tốt hơn. Điều này có liên quan chặt chẽ với cách thứ 3 giúp tăng testosterone tự nhiên được đề cập trong video này, đó là 3. Đảm bảo giấc ngủ chất lượng tốt. Mất ngủ, ngủ không sâu giấc không chỉ là biểu hiện mà còn là nguyên nhân gây giảm nồng độ testosterone trong cơ thể. Thời gian ngủ lý tưởng ở mỗi người là khác nhau tùy theo lịch sinh hoạt và sức khỏe cơ thể. Tuy nhiên, hãy đảm bảo giờ ngủ ban đêm trên 5 giờ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, chỉ ngủ 5 giờ mỗi đêm hoặc ít hơn làm giảm đến 15% hormone testosterone tự nhiên. Dù bạn có thể đang cảm thấy số giờ ngủ ít mỗi đêm giúp cơ thể khỏe khoắn hơn, thì cũng cần đảm bảo giấc ngủ kéo dài từ 7 đến 10 giờ. Đây là cách tăng testosterone tự nhiên hiệu quả cao, không kém gì bổ sung thực phẩm chức năng tốt mà không nhiều nam giới chú ý đến. 4. Bổ sung đủ lượng protein, chất béo và carbon hydrate. Muốn tăng testosterone tự nhiên, duy trì hormone này ổn định ở mức cao thì chế độ dinh dưỡng phù hợp là rất quan trọng. Một chế độ ăn uống tăng và duy trì testosterone tự nhiên trong cơ thể cần phải cung cấp đầy đủ 3 nhóm dinh dưỡng thiết yếu là đủ protein để duy trì nguồn nguyên liệu nuôi dưỡng cơ thể và hỗ trợ giảm béo. Đủ chất béo. Các chất béo tốt như dầu cá, vừng, hạt chia, hạt lanh, dầu thực vật rất có lợi cho testosterone và sức khỏe. Đủ carbon hydrate giúp tối ưu hóa mức testosterone đạt được trong quá trình rèn luyện cơ thể. Điều quan trọng là chế độ ăn cần duy trì ổn định, đảm bảo cân bằng các nhóm chất quan trọng trên thì nồng độ testosterone sẽ được cải thiện. 5. Bổ sung vitamin và khoáng chất. Vitamin và khoáng chất không chỉ có vai trò quan trọng đối với thể chất mà còn ảnh hưởng đến khả năng sinh lý của người đàn ông. Vitamin D hoạt động như một chất tăng cường testosterone tự nhiên. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí nghiên cứu về hormone và chuyển hóa cho thấy, việc bổ sung khoảng 900 microgram vitamin D3 mỗi ngày liên tục trong 12 tháng sẽ làm tăng mức testosterone lên khoảng từ 25 đến 30%. Để tăng cường vitamin D, cần thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, ăn thức ăn giàu vitamin D như trứng, sữa, cá hồi. Ngoài ra, cần bổ sung thêm kẽm và vitamin B vì nó có thể làm tăng chất lượng tinh trùng lên 74%. 6. Hạn chế tiếp xúc các hợp chất tương tự như estrogen. Nam giới cần lưu ý tránh tiếp xúc tối đa với các hóa chất có cấu trúc tương tự như estrogen, do khi nồng độ các chất này trong cơ thể quá cao sẽ gây ức chế sản sinh testosterone ở nam giới. Hạn chế tiếp xúc với các chất này bao gồm BPA, chất dùng trong chế tạo nhựa,
paraben, chất bảo quản trong mỹ phẩm và các hóa chất khác có trong một số loại nhựa, hộp nhựa đựng thực phẩm, khay nhựa. 7. Giảm cân, duy trì cân nặng hợp lý. Béo phì, thừa cân và testosterone có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, có tác động qua lại với nhau. Khi thừa cân, các tế bào mỡ chuyển hóa testosterone thành estrogen, làm giảm nồng độ testosterone. Đặc biệt, béo phì còn làm giảm mức độ globulin liên kết với hormone giới tính SHBG, một loại protein mang testosterone trong máu. Ít hormone SHBG có nghĩa là testosterone tự do sẽ ít hơn mức bình thường. Vì vậy, để tăng hormone testosterone, cần giảm cân. 8. Giảm thiểu căng thẳng và mức độ cortisol. Theo nghiên cứu, căng thẳng thường xuyên là nguyên nhân kích thích cơ thể sản sinh hormone cortisol. Khi hormone này tăng cao, sẽ khiến cơ thể ức chế sản sinh testosterone. Vì vậy, kiểm soát và giảm thiểu căng thẳng là điều hết sức chú ý để tạo điều kiện cho cơ thể sản xuất nhiều testosterone hơn. Kiểm soát, giải tỏa căng thẳng bằng cách bố trí, sắp xếp công việc và nghỉ ngơi hợp lý, đọc sách, nghe nhạc, xem phim, thiền, yoga. 9. Hạn chế chất kích thích. Rượu, bia và các chất kích thích khác có thể ngăn cản cơ thể sản sinh testosterone trong thời điểm ngắn hạn. Theo các nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Lạm dụng rượu và Nghiện rượu Quốc gia, lượng testosterone có thể giảm xuống sau 30 phút sau khi uống rượu bia. Việc sử dụng thức uống có cồn thường xuyên và quá nhiều sẽ làm tổn thương tế bào Leydig ở tinh hoàn và tuyến yên hai, là cơ quan chịu trách nhiệm điều khiển và sản xuất testosterone. Tăng testosterone ở nam giới không phải là điều quá khó khăn. Cánh mày râu có thể áp dụng 9 cách ở trên để làm tăng nồng độ testosterone trong cơ thể, từ đó có được một thể trạng khỏe mạnh cùng đời sống tình dục thật viên mãn. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party.